chỉ khiến cho không gian chung bị ảnh hưởng mà dịch bệnh cũng khiến cho nền kinh tế trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng đâu đó thì vẫn còn rất nhiều tấm lòng hào tâm. Tại Trung Quốc, 10 năm qua thì một chủ quán mì đều cho một cụ ông lang thang ăn miễn phí, dù biết rằng những đồng tiền của người đàn ông đưa cho chủ quán đều là giả. Ông Giang Du Long là khách hàng thường xuyên suốt hơn 10 năm của quán mì do vợ chồng Guseli làm chủ ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Yang bị thiểu năng trí tuệ sau tai nạn lúc còn nhỏ. Ông chưa từng kết hôn và là người thân duy nhất của Giang là một cháu trai. Theo anh Ly, ông Giang từng tới quán mì mua bằng những tờ tiền nhầu nát mà ông nhặt được bên đường hoặc trong đống rác. Tuy nhiên, từ khi chợ thực phẩm bị phá bỏ và xây dựng lại cách đây 5 năm, thì nhiều lúc ông không nhặt được đồng nào. Ông vẫn thường xuyên đến quán mì, nhưng thay vì đưa tiền thật, Giang đưa cho Ly những tờ tiền tự vẽ, không cần biết tiền thật hay tiền vẽ thì vợ chồng Ly luôn nhận lấy và đưa cho Giang bát mì. Tuy nhiên, anh Ly mới đây thông báo thì ông Giang đã bị một người lái xe say rượu đâm phải và tử vong trên con đường dẫn tới chợ.